Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục với cái series giải Rubik thì bây giờ mình sẽ tiếp nối cái phần mà ký hiệu vào tầng 1. Bây giờ mình sẽ làm tầng 2. Thì tầng 2 là cái này nè. Tầng 2 là cái này. Và ở trên tầng 2 này được cái là mình chỉ giải cạnh thôi. Có nghĩa là mình sẽ làm 1 nè, 2 nè, 3, 4. Mình sẽ làm đó, lấy ra này, đó mình sẽ làm bốn cái cạnh này, bốn cái cạnh mà mình đang bấm tay vô này, mình sẽ làm bốn cái cạnh này, ha, mình sẽ làm bốn cái cạnh này. Rồi thì đầu tiên á, cũng như cái tầng 1 là mình sẽ nhìn trên này trước, mình nhìn trên cái tầng cuối cùng này nè, những cạnh nào không, nhớ nha, không không no, không có màu vàng, no màu vàng này, chất quốc nè, này chất quốc nè, này ok, này chất quốc nè. Rồi, có nghĩa là hiện tại ở trên cái lầu 3, cái tầng 3 này nè, nó chỉ có một cái thằng này là chơi được thôi, còn lại thì chịu. Rồi, thì để mà giải cái này á, mình cũng sẽ làm giống cái tầng 1 là mình sẽ kiếm cái màu cam này. Mình sẽ kiếm cái tâm màu cam này, mình sẽ quay nó nè, quay nè. Cam, xanh, không được. Rồi, cam cam, ok, chắc chắn luôn, nó sẽ nằm ở đây. Cam với cam. Rồi bây giờ mọi người quay theo mình hen. Ha, mọi người quay theo mình ha. U này. R. U phẩy. R phẩy. Thì mọi người thấy tới đây mình sẽ có một cái pair. Pair là một cái cặp, mình sẽ có một cái cặp này. Và nhiệm vụ của mình là đưa cái cục này vô đây, đưa nguyên một cái cặp này vô đây ha. Chứ nếu mà mọi người chơi cái kiểu mà R U R phẩy U phẩy như cái tầng 1 là chết ngắt. Này đâu có vô đâu. Cho nên mình phải kiếm cái cách nào đó mình đưa cái cặp này vô đây ha. Mình đưa cặp này vô đây. Thì nó sẽ có hai cách. Một á, là mình đưa cái cách trực quan, là mọi người nhìn thấy cái quá trình đưa cái này vô luôn. Hai là làm theo công thức. Thì thôi mình sẽ làm cả hai cái. Mọi người thấy cái nào ok like với mình thì mọi người cứ làm theo ha. Thì cái cách trực quan á, là như vậy. Mình sẽ làm là ép. Mình sẽ quay cái này xuống nè. Rồi thì mọi người thấy là bây giờ nó vô vị trí đúng nhưng mà cái này bị văng nè. Thì mình sẽ làm cái cách nào đó để mình đưa thằng này vô đây lại nhưng mà vẫn giữ này. Mình sẽ làm như sau. R phẩy F phẩy R làm lại nha. F nè. F nè, đưa cái này xuống. R phẩy để giấu cái thằng này đi, giấu nguyên cái cặm này, nguyên cái đống này đi nè. F phẩy nè, đưa nó về và R đưa này vô. Ok ha. Thì đây là cách trực quan. Cách thứ hai á, là mọi người quay nguyên cái cục Rubik như thế này. Nếu mà nó nằm ở bên phải thì quay qua trái, còn nếu nằm bên trái thì quay qua phải vậy ha. Như thế này. Rồi. Nói chung quay như thế nào mà cái mặt màu trắng nó ở trước mặt mình ha, mặt màu trắng ở trước mặt mình nó quay qua đây, chất quốc nè. Trắng ở trước mặt mình là ok. Rồi mọi người quay tiếp nè. Nếu mà ở bên tay trái ha, thì mình quay là U phẩy L phẩy U L ha, L phẩy nè, lộn, U phẩy nè, để mình đưa cái này ra. L phẩy là mình quay cái này lên, U mình trả nó về vị trí nè, và L là để mình đưa nó vô. Đó thì nó sẽ có hai cách, mọi người thấy cách nào hợp lý với mình, thấy nào dễ chơi thì cứ làm thôi. Tiếp theo mình sẽ kiếm tiếp coi có nào lòi ra không. Tại vì quy tắc ha, là khi mà một cái cục nó được nhồi vô thì một cục khác nó sẽ chồi ra, cho nên là mọi người đừng có lo. Rồi thì mình có đây ha, vàng nè, tạch nè, vàng tạch nè, tạch nè, này đỏ với xanh lá. Rồi như màu đỏ nằm đây, đỏ không, không đỏ không, không đỏ nè. Rồi nhìn tiếp, xanh lá nằm ở đây, xanh lá nè, đỏ ở đây rồi, xanh lá nằm ở đây. Thì mình sẽ đưa cái nguyên tắc là mình sẽ đưa thằng này vô đây đúng không, tại nếu mà đưa qua đây đâu được, đưa qua đây nó bị dính nè, đâu được. Mình sẽ đưa nó qua đây. Ok không? Thì mình cũng làm tương tự thôi. U phẩy nè, R U R phẩy. Ha, mọi người sẽ tạo một cái cặp ở đây cho mình. Nhớ nha, một cái cặp ở đây hoặc là bên này, tùy bên tạo cặp ở đây. Rồi, tiếp theo thì nếu mọi người chơi cái cách mà trực quan á thì mình sẽ đưa cái này xuống đây nè. Mình sẽ giấu nó đi. Mình sẽ quay cái này lại. Mình sẽ đưa cái này lên. Này, nếu mà làm bình thường mọi người làm á, làm vậy. Khi mà hiểu rồi á, thì mình cứ làm thôi, mình không cần phải show cho người ta coi.
Còn nếu mà làm theo cái cách mà công thức á, thì mọi người sẽ quay nguyên cái cục qua đây, quay nguyên cục qua trước nha, rồi U phẩy L phẩy U R vô đây, thấy chưa? Rồi, cách nào cũng được. Rồi, tiếp theo. Sao toàn vậy không vậy? Ơ ok. Rồi, làm y chang. Bây giờ mình sẽ làm nhanh luôn. Có một cặp nè, quay qua đây. Vậy là xong rồi đó. Vậy là xong tầng 2 rồi, nhưng mà nó chưa đủ, tại vì nó chỉ mới có trường hợp quay qua phải thôi, cho nên mình sẽ làm lại. Mình sẽ chơi ảo thuật luôn. Rồi, mình làm cách làm nâng cao chỗ lẹ. Rồi, bây giờ ha, mình sẽ kiếm lại. Mình sẽ làm ra một cái trường hợp khác. Trường hợp mà các bạn sẽ gặp trong thực tế. Đó rồi, đây. Sao lúc cần lại không thấy? À đây, đây à. Hồi nãy á, mọi người thấy á, là mình toàn đưa nó qua đây không mà, đúng không? Bây giờ đưa thử nè, chốt work nè, thấy không? Bây giờ trường hợp thứ hai là mình đưa qua trái, là mình sẽ đưa như thế này. À, có nghĩa là mình đưa nãy đưa qua phải thì giờ đưa qua trái, thì cái này nó sẽ xuống đây. Này sẽ xuống đây. Thì mình sẽ làm như sau. Hồi nãy là U đúng không? Bây giờ làm ngược lại cho tay trái. U phẩy nè. L L phẩy. U phẩy, L phẩy, U, L. Rồi, mọi người thấy một cái cặp ở đây chưa? Giống như bên kia cái gì, nó chỉ ngược lại thôi. Thì bây giờ nếu mình quay qua bên này á, màu trắng đâu có ở đây đâu, mình phải quay qua đây. Màu trắng trước mặt nè, nhớ nha, màu trắng nằm trước mặt. Rồi tiếp, U, R, U phẩy, R phẩy. Đó là cái cách mà làm công thức. Còn nếu mà làm để hiểu trực quan á, thì mình sẽ làm là F phẩy, lần này là F phẩy ha. F phẩy, cho nó vô đây nè. Là mình giấu cái này đi là L, xong rồi mình trả cái này về là F, và mình làm cái này là L phẩy ha. Lại nè, F phẩy L, F L phẩy, ok ha. Còn hoặc là quay qua đây U R, U phẩy R phẩy, đó thì mình sẽ có như thế này. Tiếp theo vẫn giải tiếp ha, dài dây đó, lần này lại tay trái tiếp. Thì mình sao mình đem đưa nó vô đây đúng không nè, xanh lá rồi. Bây giờ này là màu đỏ, bên này màu gì, bên này là màu cam, thì mình không đưa vô đây, mình sẽ đưa cái này màu đỏ, mình đưa vô đây là màu đỏ, đưa vô đây nè, ok ha. U phẩy L phẩy, phẩy nha, L phẩy U L, có một cái cặp nè, thấy không, một cái cặp ở đây, đưa nó vô. U R U phẩy R phẩy. Rồi tiếp. Này đưa vô đây. Tại sao? Xanh dương đúng không? Cái này là màu cam thì nó phải vô đây. Bên này màu đỏ rồi. Xanh dương với cam, xanh dương cam thì xanh dương đây rồi. Trên này là màu cam, đưa vô đây. Rồi, U phẩy L phẩy U L. Rồi một pair nè, quay vào đây. U R U phẩy, R phẩy. Cuối cùng còn nào nữa? Này. Này ha, thì lại đưa qua phải thì mình đưa qua đây. U R U phẩy, R phẩy. Nó ra một pair nè. Tiếp tục ha, làm cái cách mà trực quan nè. F nè. R phẩy F phẩy R. Đó. Ok ha. Thì ngoài ra nó còn có một cái trường hợp như thế này, và mọi người có thể gặp nó khá nhiều như thế này. À, mình giải xong hết trơn rồi, hoặc là mình chưa giải đi, nó có một cái cặp nó nhìn nhẹ rất khó chịu, nó không có phải màu xanh, nó không qua đây mà nó lại bị ngược lại ha. Cam đáng lẽ phải nằm bên này, xanh phải nằm bên này mà nó bị ngược. Trường hợp này mình giải quyết làm sao? Thì mọi người sẽ lấy đại một mình, bây giờ là mình có bốn cái ở trên này đúng không, lấy đại một cái nào đó mình đưa nó vô đây, hoặc là mình lấy cái này mình đưa vô đây, bất kỳ cái nào nha, bất kỳ cái nào cũng được, ví dụ cái này đi, đưa đại vô đi,
đưa kiểu gì cũng được mọi người. Mọi người thấy bên trái tiện hơn mọi người đưa vô, mọi người thấy bên phải tiện hơn mọi người đưa vô. Mình cái này thì mình cái quan trọng của cái việc đưa vô á là mình muốn lấy cái cục này ra. À, cái quan trọng là mình muốn lấy cục này ra, cho nên mọi người làm cái kiểu gì cũng được. Nhớ nha, làm cái kiểu gì cũng được. Ví dụ mình lấy cái này đưa vô đây đi. À, U R U phẩy R phẩy F R phẩy F phẩy U R. Đó. Rồi, thằng này ra nè, thấy chưa? Thằng này ra thì mình phải đi kiếm nó trước. À, nó nằm ở đây thì rồi. Này, xanh với cam. À, cam với xanh dương, sai. Cam với cam đúng rồi, cam với xanh dương. À, xanh dương này, bên phải. Rồi, U R U phẩy R phẩy quay qua đây. U phẩy L phẩy U L. Đó, đó là xong cái tầng 2. Ok không mấy ní? Ổn không? Ổn không? Nè, tầng 2 nè. Là coi như xong ha, coi như mình xong tầng 2. Ok. Rồi, thì hy vọng là qua cái này mọi người đã giải được hai cái tầng của Rubik. Và mình sẽ tới với cái phần khó nhất của cái cục này, đó là cái tầng 3, ở trong những cái video sau. Bye bye mọi người. See ya.